Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay EditX với những nâng cấp đáng giá ở dàn chân để mang lại cái nhìn hấp dẫn lột cuốn hơn. Một baker ở Gia Lai đã chi ra một khoản tiền lại nhà nhỏ để trang bị loạt đồ chơi kiển quen thuộc trong mắt người xem. Và để hiểu rõ hơn về bản đồ này, chúng ta cùng chiêm ngưỡng cái chiếc quay EditX 105 đồ kiển bên dưới đây. Xem qua tổng thể, cái con chiến mã khoác trên mình một áo mecha màu trắng toát lên được sự sang trọng tinh tế. Đi kèm đó là những món đồ chơi giá trị được gắn trên xe một cách mỹ, đem lại phần hiệu năng ổn định cũng như cái sự hầm hố và cứng cáp cho xe. Hệ thống cái giảm sốc sau đồ chơi đi kèm bình dầu. Đây là món đồ chơi kiện cái giá trị, nó giúp phần nào cân bằng xe, tuy phục lò xo cái rất lớn hơn, mang lại cái nhìn cứng cáp. Bình dầu hút và cái sự im ái hợp lý cho mọi đội hình. Lốp máy tạo điểm nhấn với vương niệm vàng, cái bộ nhôm xe đĩa óc ánh cái sắc vàng cực đẹp. Cái dàn chân thì trở nên hấp dẫn hơn trong mắt người xem. Với cái mâm chai Yes, để gác lên xe hoàn chỉnh bắt buộc phải trải qua rất nhiều công đoạn chi cháo. Hệ thống phanh có sự đổi nhẹ nhàng, đĩa gaffer đi kèm lồng nhôm CC. Cái sự đặc biệt của em ấy là cái phần sau, cái đùm đã được đổ lên đĩa. Cái đĩa giúp kiểm soát tốt hơn cũng như cho cái nhìn hầm hố từ phía sau. Quay độ khủng với một cái diện mạo lạ, bá cháy. Cái chiếc quay A không là quá mạnh và hiện đại, nhưng cũng không bắt mắt những dòng xe hiện nay. Nhưng lại có một cái sức hút rất lạ thường đối với những lứa tuổi từ già đến trẻ. Bằng cách nào hay bằng cách khác, nhiều người đã sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để nâng cấp và sở hữu em ấy. Sở hữu trên mình cái bộ chó đèn là hai bóng halogen, tách biệt cho ánh sáng là vàng của điển. Cái dạng chó này được order từ Thái về tạo ra một điểm nhấn cho xe. Dùng mặt nạ ba lỗ để lắp cái phần rổ trước e-doc 10 ly, cho chiếc xe thêm chút không gian chứa đồ cũng như làm tươi mới cái chuẩn phong cách lan. Ngoài cái cặp cùi CNC và bao tay Spider cho tất cả những loại xe máy từ phân khối nhỏ đến phân khối lớn, thiết kế cũng rất là độc đáo, đi kèm cái độ im ái tuyệt đối dành cho người dùng khi chạy đường xa. Ta thì còn thấy được những cái ảnh sang trọng của cái tay CNC với thiết kế carbon fiber nguyên khối ẩn hiện với những đường vân 3D thiết kế vô cùng đẹp, với những chi tiết nhôm CNC phối màu chế nhau cũng khá đẹp. Nhìn xuống cái dàn chân trước thấy những cốc ảnh dùng dầu heo, có cái đầu được xây là 360 độ ôm theo cái thế heo dầu khác nhau và được kết nối với heo của Rainbow logo lớn hai bên có xứng cái màu vàng đồng. Đĩa gaffer ở trước với kích thước là 260 mm, tuy nhiên kết cấu lồng đĩa cho phần khối lớn nên đã bắt vào cái đùm trước, chủ xe phải làm thêm một cái lồng CC. Hệ thống che sau dụng là phục Colin phiên bản có cái chiều cao là 330 mm, dùng cho các dòng quay future và rim, không cần phải chế cháo bất kỳ kỳ. Cái hai bên cái chân phụ có một cái núm chỉnh nhỏ cho phép chủ xe kiểm soát trực tiếp cái đột đèn hồi khi tới nặng hoặc đi một. Đã được bán với mức giá 10 triệu đồng. Bên cạnh phiên bản Holin còn có những dòng tích hợp bình dầu rời phía sau. Dàn chân dùng cái niềm nhôm của SL Asan với cái điểm nhấn là cái phần chữ xanh nitrogen, vừa sang trọng lại cái chữ in ẩn ở bên trong, không bị cái tình trạng chày bay bất chữ trong quá trình dùng. Tổng thể chiếc xe đang được chủ nhân em ấy bán lại mức giá là 38 củ. Theo một số tiền sổ cái con xe này thật là ổn chứ. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để kiếm tiếp nhớ like, subscribe.